Chấn động, đây là một quán pizza mà có nhiều hương vị độc lạ nhất mà Bin từng thử. Đặc biệt là phải nói đến vị pizza cà pháo mà chưa ở đâu có luôn. Và xin chào mọi người, mình là Equid Bin đây. Chỗ mà hôm nay Bin ăn có tên là Union Pizza. Không gian ở đây thì sang xịn, phóng khoáng và vô cùng trẻ trung. Đây cũng là một quán pizza theo phong cách fusion. Menu thì quá trời các loại pizza từ kiểu Á, kiểu Mỹ, kiểu Ý. Và tất nhiên là pizza ở đây đều được làm tươi mới và nướng tại chỗ luôn. Mọi người có thể gọi một chiếc, có thể mix hai vị nữa nè. Chiếc mà Bin hôm nay gọi được mix giữa hai vị là Osen và bò cà pháo. Bò cà pháo thì nằm trong bộ sưu tập Viva Việt Nam ra mắt nhân dịp mùng 2 tháng 9, mang tới sự kết hợp ẩm thực của văn hóa đường phố Việt Nam trên nền bánh Napoli của Ý. Phần đế bánh ở đây mỏng chuẩn pizza của Ý. Sự kết hợp của bò và cà pháo tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Phần bò Fuji đậm đà quyện với cả sốt chua, kết hợp với những lát cà pháo giòn tan ăn cực kỳ cuốn miệng. Phần còn lại là pizza Osen thì cũng rất là đáng thử, với sự kết hợp của trứng lòng đào béo ngậy, quyện cùng với bò Fuji mềm, phô mai và nấm tươi. Cắn một miếng thôi mà cảm giác bùng nổ vị giác luôn mọi người ạ. À mà qua đây mọi người đừng quên gọi cả steak nhé. Phần bò Fuji được đựng trên chảo nóng nghe xèo xèo nghe đã lắm. Phần bò được chín vừa tới, siêu mềm mọng, quyện cùng với cả sốt đậm đà ăn ngon cực kỳ. Kèm theo steak thì đã có một phần salad giải ngấy rồi nè. Chốt bữa thì mình còn gọi thêm một mì gochujang. Sợi mì được nấu rất vừa tới và quyện sốt. Phần sốt thì kiểu ngọt ngọt nịnh miệng. Kèm theo đó là kim chi chua chua và bacon. Lúc mà thanh toán thì mình mới biết là quán đang có chương trình ưu đãi 20% cho bộ sưu tập Viva đấy mọi người ạ. Có gì thì mọi người ghé thử Unicorn Pizza ở 17T Hoàng Đạo Thúy mọi người nhé.